Từ giữa tháng 3, Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa nắng nóng kéo dài. Giai đoạn này, nhu cầu sử dụng các thiết bị giải nhiệt, làm mát vì thế tăng cao, làm tiêu tốn nhiều điện năng, dẫn đến hóa đơn tiền điện hàng tháng của người dân cũng bắt đầu có xu hướng tăng nhanh. Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tháng 3 năm 2021, sản lượng điện tiêu thụ đạt 6 tỷ 415,5 triệu kWh, tăng 16,9% so với tháng 2 và tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2020. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sản lượng điện bình quân ngày của cả tháng 3 năm 2021 đạt 77,3 triệu kWh trên ngày, trong khi tháng 2 năm 2021 là 56,8 triệu kWh trên ngày. Dự báo sản lượng điện bình quân ngày của tháng 4, 5 và 6 năm 2021 sẽ tiếp tục tăng cao. Thời gian qua, trên các trang mạng Internet xuất hiện các sản phẩm được quảng cáo là giúp tiết kiệm tiền điện, có tên gọi Electricity Saving Box và dành những lời có cánh khi giới thiệu về các thiết bị này, như sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm lên đến 43% tiền điện hàng tháng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Về vấn đề này, ngành điện khuyến cáo người dân không mua và không sử dụng các thiết bị trên. Kiểm chứng thực tế cho thấy, hoàn toàn không thể giảm điện năng tiêu thụ ở mức lớn như vậy. Các thiết bị này hoàn toàn không được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương hoặc đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện như quảng cáo. Chú ý đến cái thói quen khi sử dụng các thiết bị điện cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải lựa chọn những cái thiết bị có cấu tạo và được sản xuất, ứng dụng những cái công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm điện. Ví dụ như là lựa chọn đèn LED bởi vì nó giúp tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ lên đến 30.000 giờ là dài hơn rất nhiều so với lại đèn huỳnh quang và đèn con mắt thông thường. Chúng ta phải lựa chọn những cái thương hiệu uy tín, chất lượng. Chúng tôi là chú trọng rất là kỹ từ cái khâu thiết kế cho đến những cái khâu mà sản xuất kiểm định. Vì vậy tất cả những cái sản phẩm trước khi ra thị trường đều được kiểm nghiệm gắt gao để đảm bảo được cái yếu tố mà an toàn phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, một số hộ dân chưa nắm rõ các tiêu chí bố trí các thiết bị điện hợp lý, dẫn đến thất thoát điện, không đủ tải hoặc thiếu an toàn, gây ra các tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người như thời gian qua báo chí đã đưa tin. Các chuyên gia về điện khuyến cáo, ngoài việc sử dụng các thiết bị điện hợp lý, thì hệ thống dây dẫn cũng góp phần không nhỏ trong an toàn và tiết kiệm điện. Khi chọn cái dây dính hãng, thì cái đầu tiên mà người tiêu dùng có thể cảm nhận được đó là cái sự yên tâm. Yên tâm là vì những cái dây chính hãng thì bao giờ cũng được sản xuất là đúng cái tiêu chuẩn, đúng cái quy chuẩn quốc gia. Các sản phẩm nó được kiểm soát từ cái nguyên liệu đầu vào đến các quá trình sản xuất và đến cái sản phẩm đầu ra. Thì cái dòng sản phẩm dây dân dụng thì KDV bổ sung thêm tính năng là chống cháy lan. Chống cháy lan có nghĩa là khi mà cáp bị cháy thì nó tự tắt, nó không có cháy lan ra các khu vực xung quanh, rồi kháng nước, kháng axit. Thì hàng năm á, thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện là cái việc là khảo sát và tư vấn sử dụng điện an toàn tại các cái khu vực có nguy cơ cao, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm nay thì về cơ bản là qua khảo sát và tư vấn thì đã thực hiện được là gần 15.000 hộ. Để có thể tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn sử dụng điện, người dân cần nâng cao ý thức bằng các giải pháp mà các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện đã khuyến cáo. Đồng thời, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp thông minh, tổng thể và toàn diện vào trong doanh nghiệp, cơ quan văn phòng hay các tòa nhà sẽ giúp tiết kiệm lên đến 80% lượng điện tiêu thụ, giải quyết các vấn đề sử dụng dư thừa và lãng phí điện năng.